Ông Joe Biden gặp báo chí, liệu là cuộc phỏng vấn của NBC News với Tổng thống Mỹ Joe Biden có dập tắt được những nghi ngờ về tương lai của ông? Tổng thống Biden rám nắng, nghỉ ngơi và phần lớn tỉnh táo trong cuộc phỏng vấn giờ vàng căng thẳng với NBC News vào ngày 5 tháng 7. Ông Biden đã bày tỏ sự tự tin về nhiệm kỳ tổng thống của mình và khả năng đánh bại ông Donald Trump vào tháng 11. Và ông nói rõ rằng ông không có kế hoạch từ bỏ nỗ lực tái tranh cử của mình. Nếu cuộc phỏng vấn diễn ra không tốt, ông Biden chắc chắn sẽ từ chức vào tuần tới. Bây giờ có vẻ như những điều đó ít có khả năng xảy ra hơn. Không có cà vạt và đôi khi tỏ ra thiếu kiên nhẫn vì Tổng thống 81 tuổi đã từ chối chấp nhận khả năng rằng sự hiện diện của ông ở vị trí cao nhất trong danh sách ứng cử viên đã trở thành gánh nặng cho những người theo đảng Dân Chủ ở các lá phiếu bầu thấp hơn như các cuộc thăm dò cho thấy. Hãy xem, ý tôi là nếu như Chúa toàn năng giáng lâm và nói Joe, hãy rút khỏi cuộc đua thì tôi sẽ rút khỏi cuộc đua, ông Biden nói. Nhưng mà Chúa toàn năng sẽ không giáng lâm, ý tôi là những điều giả định này. Cuộc phỏng vấn, một sự kiện tương đối hiếm hoi đối với ông Biden, đã trở nên cần thiết sau màn trình diễn tranh luận bị chỉ trích rộng rãi của ông vào ngày 27 tháng 6. Bốn đảng viên Dân Chủ tại Hạ viện đã kêu gọi ông rút lui trước khi cuộc phỏng vấn được phát sóng. Mark Warner, một thượng nghị sĩ, đã tổ chức một nhóm thượng nghị sĩ để kêu gọi tổng thống rút lui, theo như tờ Washington Post đưa tin. Hôm nay, một nhà lập pháp Dân Chủ thứ 5, Andrew Crouch, một nữ nghị sĩ đến từ Minnesota, một tiểu bang của Hoa Kỳ có phía bắc giáp với Canada, đã kêu gọi tổng thống Joe Biden từ chức, ám chỉ rằng cuộc phỏng vấn trên truyền hình của ông vào thứ sáu đã không dập tắt được cuộc nổi loạn bên trong đảng của ông. Trước đó thì NBC News đã cho ông một câu hỏi hóc búa rằng nếu những nhân vật cấp cao của đảng Dân Chủ thúc giục ông thì ông có từ chức hay không. Ông trả lời rằng là họ sẽ không làm như vậy.